Rồi, ok. Hôm nay thì mình sẽ bóc hộp cho bạn xem một cái bàn hình, à bộ bàn phím. Chỉ bàn phím thôi, bàn phím không dây. Mình thấy nó khá đẹp. Và mình đặt ở một shop ở bên Trung Quốc về. Để mình kết nối cái laptop và dùng cái màn rời này. Bàn phím này là bàn phím full size nhé, màu trắng này. Siêu ghê nhỉ. Wow. Đóng cũng khá là đẹp đấy chứ. Mở như nào ta? Có lẽ bị bọn nó bóc ra trước để test này. Con này nó chạy mấy viên hay 2 viên pin à? Wow. Có cả một cái kiểu này phủ lên mặt, ui rồi kiểu chống nước ấy. Mình nhớ cái này ngày xưa là một bàn phím laptop mà có cái mua được cái như loại như này để chống nước này, nhưng mới mình thấy nó trên laptop này khá là vô dụng. Còn cái này thì không biết. Ừ. Cái này có lẽ là nó sản xuất riêng cho bàn phím này nên là nó sẽ vừa khít. Rồi, có ra bên đây. Con này là bàn phím cánh bướm nhé, nó giống như trên laptop ấy. Thử nào. Nói chung là bàn phím này cái phím số nó to này, độ mỏng khá là mỏng đấy. Cái phần này nó gờ lên có luôn cả lưng luôn đấy. Mình nghĩ là cái phần gờ này nó đủ để cho nó chạy được rồi. Để tìm pin nào. Con này chỉ tìm 3A, 3A đây. Bàn phím thì thường pin nó sẽ lâu hơn chuột. Rồi, switch đây. Rồi, nhận luôn nhá. Chín công. Hiện tại thì bàn phím đã chạy nhá, mình thấy nó chạy rồi đấy. Có đèn báo này, nó có đèn báo, ui đèn báo này có mà chắc không tốn pin đâu nhỉ. Nói chung là full, có lẽ là full. Số rất là to, rất nhìn rất là dễ nhìn. Đó. Con này hình như là cái chiều dài của nó này, chiều ngang này. Nó là 35 34 hay 35 cm gì đấy. Còn chiều này thì mình nghĩ là tầm 10 10 cm. Độ dày cũng rất là mỏng, nó rất là mỏng nha các bạn nhìn này. Rất rất mỏng, mình nghĩ nó chỉ 0,5 cm thôi.
Nó bị cong nha. Không phải bị cong mà cái phím này nó bị không đồng đều, nó kênh lên. Độ hoàn thiện thì mình nghĩ nó chưa cao lắm. Mức độ hoàn thiện trên con này mức trung bình thôi. So với cái giá gần 200 nghìn. Mình thấy nó flash sale có hôm nó lúc flash sale 170 nghìn đấy. Nên nó bị cong thật ạ. Phun nhựa. Gõ thì có vẻ hơi lặng vì nó khá giống kem gớm.